Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái bên này với cái phần mềm Fingerprint trên cái điện thoại Android hoặc là iOS để các bạn in những cái sticker nè, những cái hình để cho con của các bạn tô màu nha. Thì cái máy in này có hai màu nha các bạn, là màu hồng với màu xanh. Đây, để mình mở ra cho các bạn xem nha. Thì máy in nó sẽ đi kèm là một cái máy in nè, một cọng cáp sạc nè và một cái cuốn sách hướng dẫn nè. Đấy. Thì cái máy in này á, bên mình đã in test sẵn cho các bạn rồi nè. Đó, ví dụ như những cái hình này là các bạn in ra để cho các bạn con của các bạn nó tô màu nha. Thì ngoài ra thì ở trong máy nó còn có một cái cuộn giấy nữa nha các bạn. Rồi. Thì đây là cái máy màu hồng nha, còn đây là cái máy màu xanh nè. Cái máy nào bên mình cũng in test trước cho các bạn nha, kiểm tra trước khi gửi hàng cho các bạn nha. Đó, hai cái màu hồng với cái màu xanh nha. Thì cái máy á, các bạn bấm cái nút nguồn ở đây nè, các bạn bấm và giữ nè, đèn nó cháy lên nè. Đó, các bạn kết nối Bluetooth. Thì còn thay giấy á, các bạn lấy hai ngón tay nè, các bạn ghi ở đây nè, hai bên nè, các bạn ghi nó lên là nó sẽ mở cái khay giấy ra, các bạn bỏ giấy theo cái chiều này nha. Cái đầu giấy á, cái tờ giấy nó sẽ hướng về cái phía thanh nhiệt nè. Nếu mà các bạn bỏ ngược đó là in nó sẽ không ra mực nha. Rồi, ok, thì ở đây á mình có hai loại giấy, một là loại giấy dán như đề can đó các bạn. Đó, cái các bạn có thể tháo ra các bạn dán bất cứ nơi đâu ha. Một cái giấy á, là giấy in thường, giấy không có dán nè. Đó, các bạn có thể lựa chọn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái phần mềm Fingerprint nha. Thì trên điện thoại iOS đó, các bạn vào trong cái App Store, các bạn search cái từ khóa là Fingerprint nè. Rồi, các bạn cài cái phần mềm Fingerprint này vào nè nha. Đây, Fingerprint. Thì mình cài rồi nha. Còn ở trên trên điện thoại Android đó, thì các bạn vào CH Play đó, các bạn cũng tìm từ khóa là Fingerprint. Sau đó các bạn cài cái app này vào luôn nha. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm với cái máy in để in thử nha. Thì bây giờ các bạn mở cái phần mềm Fingerprint lên. Rồi, các bạn vào chỗ của tôi nè. Rồi, kết nối nè. Đó, các bạn bật cái Bluetooth lên nha các bạn. Rồi, refresh lại. Rồi, cái tên máy in nè. Đây, kết nối thì cái đèn nó sẽ không chớp nữa nha các bạn, nó sẽ đứng yên nè, là kết nối thành công nha. Đã kết nối nè. Ok, bây giờ các bạn mình ra mình in thử nha. Rồi, mình sẽ lấy một cái hình để mình in thử nha. Ở đây có thể là in hình ảnh nè, quét văn bản nè, hoặc là in văn bản nè, danh sách nè các bạn. Để mình in thử từng cái cho các bạn xem nha. In trang web luôn nè, in ghi chú nè, in tài liệu. Rồi. Rồi, ở đây mình in thử một cái con gì cho các bạn xem nha. Ở đây nó có rất là nhiều cái con nha các bạn. Đây, tích nốt nè. Đây, mình đang thử cái con này cho các bạn xem. Nè, ở đây nè, các bạn sổ ra chỗ này nè. Các bạn có thể tùy chỉnh, các bạn chọn sắc nét hơn, nó sẽ đậm hơn nha. Rồi, các bạn bấm in nè. Đó, máy nó sẽ chạy ra nè các bạn. Nó ra trắng đen như thế này á, thì các bạn có thể mua bút tô màu về cho con của các bạn tô màu nha. Đó, rồi các bạn ghi xuống chỗ này nè, các bạn xé giấy ra nha. Đây, cái hình tô màu nè. Đó, cũng khá là đẹp đó các bạn. Rồi, mình nên thử tờ khác cho các bạn xem nha. Còn phần ở bên này á, các bạn có thể in được cái tất cả các nhãn dán nè. Nó có rất là nhiều cái nhãn dán cho các bạn lựa chọn nha. Rồi, để mình in thử cho cái cho các bạn xem nha. Ở đây các bạn có thể chỉnh sửa lại cái nội dung nè. Nè, các bạn có thể ghi tiếng Việt nha. Rồi. Ở đây các bạn cũng có thể chọn sắc nét hơn nè. Rồi, các bạn bấm in nha. Đây các bạn ha. Ở dưới đây là một số cái tùy chỉnh để các bạn có thể chỉnh sửa nha.
Rồi ở đây thì cái các bạn cũng có thể in hình ảnh ở đây nè. Các bạn chọn cái hình ảnh các bạn để vào các bạn in nha. Để mình ví dụ mình chụp thử cái hình ảnh nha. Rồi mình in thử cho các bạn xem nè. In hình ảnh đó thì nó sẽ tương đối thôi nha các bạn, chứ nó không có được nét lắm nha các bạn, tại vì máy này không phải là máy in hình ảnh nha. Để mình chọn cái tùy chọn khác để mình in thử nha. Đó, in hình ảnh thì nó chỉ tương đối được như thế này thôi nha các bạn. Rồi, còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể soạn cái văn bản nè. Để các bạn in nha. Rồi các bạn tùy chỉnh để các bạn in nha. Đây, chữ in ra rất là đậm luôn nha các bạn. Rồi thì ngoài những chức năng này ra thì các bạn có thể in tài liệu PDF, in trang web, rất là nhiều thứ ở trên này nha các bạn. Đó thì ở đây nó có cái hình này, rất là nhiều hình cho các bạn nha. Đó, bên này nữa là các bạn, đó rất là nhiều hình ha. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.